Trong một bài phỏng vấn gần đây, Jack, chàng ca sĩ đang rất nổi tiếng với bản hit là một thằng con trai, đã nhận được những câu hỏi liên quan tới công ty quản lý cũ, tức là công ty ICM. Trước câu hỏi về vấn đề nhạy cảm này, Jack từ chối trả lời. Tuy nhiên, anh vẫn dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến cho người bạn đã từng đồng hành KICM. Thế nhưng, nhân vật gây sự chú ý lần này không phải là Jack hay KICM mà lại chính là người mẹ nuôi. Trong bài phỏng vấn, mặc dù đã từng có ồn ào rạn nứt trước đó, nhưng Jack vẫn hy vọng vào lúc này là KICM sẽ giữ sức khỏe tốt và tiếp tục duy trì tư duy âm nhạc sáng tạo của mình, giữ tinh thần thoải mái để tiếp tục cống hiến cho âm nhạc. Nam ca sĩ là một thằng con trai không quên gửi lời chúc những điều tốt đẹp nhất đến cộng sự cũ của mình. Một ngày sau những phát ngôn của Jack phủ sóng trên mạng xã hội, mẹ nuôi của KICM và cũng là người chịu trách nhiệm quản lý Jack trước đây đã có một bài đăng khá ẩn ý. Cụ thể nhân vật này viết: "Gió phiêu du cùng mây tha phương rộng khắp chân trời, lá sẽ rơi khi đến lúc, cây chẳng thể giữ được." Bài đăng của mẹ nuôi KICM ở thời điểm này được nhận xét là nhạy cảm cũng khá dễ hiểu. Thứ nhất, bài viết được đăng lên vào đúng một ngày sau khi Jack lên tiếng về KICM. Thứ hai, ngữ nghĩa của hai câu trong bài viết mang hàm ý rộng, dễ khiến người ta liên tưởng khi đọc. Phải chăng mẹ nuôi KICM muốn ẩn ý rằng khi con người ta đã rời đi thì chẳng ai có thể níu kéo được? Và nhân vật trong hàm ý này không ai khác chính là Jack. Trên thực tế, tất cả vẫn chỉ là những lời đồn đoán của cư dân mạng. Còn mẹ nuôi của KICM nghĩ sao? Mối quan hệ của Jack và mẹ nuôi KICM bây giờ như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Mặc dù vậy, tất cả mọi người đều mong rằng giờ đây cả hai bên đã hòa giải và nước sông không phạm nước giếng nữa. Bởi vì đó mới chính là những điều mà những người đã từng ủng hộ bộ đôi Jack và KICM muốn thấy rõ nhất, chứ không phải là những lời đấu tố lẫn nhau. Những ngày qua, các trường hợp nghệ sĩ nổi tiếng phải vào khu cách ly tập trung là đề tài thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mới đây, thông tin Dinh Hải Chí Tài cũng đã vào khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia sau khi từ Mỹ trở về Việt Nam vào ngày 21 tháng 3, cũng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Theo đó, mặc dù trước khi lên máy bay về Việt Nam, nghệ sĩ Chí Tài đã khám sức khỏe ở Mỹ với kết quả bình thường, tuy nhiên anh vẫn tuân thủ việc cách ly 14 ngày ở khu cách ly tập trung. Các lần xét nghiệm sau đó của Dinh Hải Chí Tài đều âm tính với virus corona. Quản lý của nam Dinh Hải cho biết, trong thời gian cách ly, anh sống rất thoải mái, vui vẻ. Nghệ sĩ Chí Tài cũng nhận người thân không gửi đồ tiếp tế vào vì anh vốn bị bệnh tiểu đường nên ăn uống cũng không nhiều. Cuộc sống của nam Dinh Hải tại đây rất đơn giản và thoải mái. Được biết, anh có thể rời khỏi khu cách ly tập trung trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, vì thời gian nghỉ diễn khá lâu nên Dinh Hải này cảm thấy rất nhớ sân khấu và khán giả. Được biết trước đó, Dinh Hải Chí Tài có chuyến lưu diễn ở Mỹ. Tiện thể anh cũng ghé thăm bà xã Phương Loan. Hơn 20 năm qua, nam Dinh Hải và vợ sống ở hai nơi khác nhau. Cả hai không có con, nhưng mái ấm gia đình vẫn luôn hạnh phúc. Rất nhiều người thân, bạn bè và khán giả gửi lời động viên. Mong Dinh Hải Chí Tài vẫn giữ gìn sức khỏe và sớm trở lại với sân khấu hài sau khi mùa dịch đi qua.